sau khi mặc dược lãng nhận được nhiệm vụ tiêu diệt ba tên tà tu ở tầng 2, anh cũng biết được vị trí của bọn chúng vì thế đã tranh thủ đi làm nhiệm vụ tới lúc tìm thấy thì vô tình trông thấy bọn chúng đang muốn hại hai nữ đồ đệ của tử hiên thần điện thế là dược lãng không đắn đo mà ra tay cứu giúp trong lúc giao chiến dược lãng hai tay bắt được hai tên và sơ ý để cho một tên còn lại chạy thoát cùng lúc đó đám người của chỉ linh cũng đang đi bọn họ đứng trước một thân cây cổ thụ to đùng xung quanh tỏa ra luồng linh khí dồi dào mộ dung họa có chút lo lắng lên tiếng hỏi lại chỉ linh chúng ta không đợi mặc dược lãng như thế có ổn không nhưng chỉ linh lại nói không sao vì không biết hắn bao lâu mới quay về cô cũng tự tin cho biết chúng ta cứ tìm kiếm xung quanh một vòng là được chắc hẳn ở tầng thứ hai này vẫn còn không ít đồ tốt mới phải đồng nhi lập tức tiến sát cây cổ thụ cô nhẹ nhàng đưa tay chạm lên thân cây để truyền linh khí vào từ trong thân cây xuất hiện một vật thể giống hình trái tim đồng nhi cho biết trong gốc cây này không chỉ chứa linh lực mạnh mẽ mà thậm chí còn có thụ tâm nghe nói tới hai từ thụ tâm chỉ linh có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại vui cười cầm kiếm lên nói một cái cây tu luyện hàng ngàn năm mới có thể ngưng tụ một thụ tâm cho nên gốc cây này cực kỳ chân quý nếu như có thể lấy thụ tâm ra để luyện chế dược thì chắc chắn là tu vi sẽ tăng mạnh nghĩ là làm chỉ linh liền lao thẳng đến chém ngang một đường kiếm khí vào thân cây lập tức từ thân cây phát ra luồng dao động cường đại khiến đồng nhi hốt hoảng hét toáng lên thôi tiêu rồi ngay cả chỉ linh cũng không khỏi kinh ngạc tự nhủ chuyện gì thế này mộ dung họa cũng cảm nhận được sự dao động của linh lực quá mạnh từ thân cây đột nhiên xuất hiện khuôn mặt với đôi mắt đỏ rực trong rất quỷ dị khiến cả ba người đều hoảng loạn gương mặt ấy tức giận bỗng phát ra giọng nói là kẻ nào to gan dám làm phiền chỉ linh vội vàng lên tiếng không biết tiền bối đang nghỉ ngơi đã mạo phạm rồi xin được lượng thứ bọn ta sẽ rời đi ngay tuy nhiên thụ yêu này lại không bỏ qua dễ dàng đôi mắt tối sầm lại nói hừ nếu đã đánh thức ta vậy thì ở lại với ta đi khi bọn người đồng nhi định quay đi thì đã bị những tảng đá to bất ngờ lao xuống chặn đường mộ dung họa sợ hãi nguy rồi đường đi đã bị chặn hết rồi cùng với đó là những dây leo đang tấn công bọn họ chỉ linh hốt hoảng vung kiếm chém ngang một đường nhằm cắt đứt dây leo đừng qua đây mộ dung họa bị những dây leo quắn chặt cả người cô gào thét trong sự đau đớn á đừng đồng nhi hoang mang nhận ra chẳng lẽ đây là cây mạn đà la vì chỉ có dây leo của cây mạn đà la mới có thể tiết ra chất nhảy ăn mòn chất nhảy này sẽ từ từ ăn mòn và hấp thu tất cả những thứ nó chạm vào thật không ngờ nó lại xuất hiện ở đây nếu như là cây mạn đà la ngàn năm thì sợ là chúng ta không ai có thể đánh lại nó đồng nhi nhanh chóng thi triển pháp thuật đồng thời nói với chỉ linh phu nhân để ta cả nó cô mau đi cứu mộ dung tiểu thư đi chúng ta hợp sức phá vỡ tảng đá khổng lồ kia rồi nhanh chóng rời khỏi đây thế nhưng đồng nhi vừa chuẩn bị ra tay ngăn cản thì bất ngờ bị một dây leo lao tới xuyên thẳng qua vai cô trong sự ngơ ngác chỉ linh hoảng loạn trố mắt ra đồng nhi mà gào lên đồng nhi mạn đà la nở nụ cười hách dịch nói ta đã sống hơn ngàn năm rồi đương nhiên nhìn qua là biết được ngươi định đốt kim đan để tăng tu vi mà đối phó ta lúc này chỉ linh cũng lo lắng khi bị những dây leo tấn công cô bị dây leo siết chặt cả người cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực cô hoang mang không hiểu đây là thứ gì gương mặt ác quỷ của mạn đà la hiện rõ với mục đích của hắn ta sao có thể để các ngươi rời đi dễ dàng như thế đừng hòng mà rời khỏi đây các ngươi phải ở lại trở thành dinh dưỡng cho ta hòa thành một thể với ta đi chỉ linh sợ hãi khi thầm nhận ra những chất nhầy đu ốc tiết ra từ dây leo đây quả nhiên là độc mạn đà la cô bỗng gào khóc la hét cầu xin thả ta ra đột nhiên có một thân dây leo như đang há miệng đang lao về phía chỉ linh khiến cô vô cùng hoảng sợ á đây là cái gì thế này thoáng chốc thân dây leo đó đã lao tới cắn một phát vào người chỉ linh khiến cô ngất lịm đi cũng trong lúc này hình ảnh ký ức về cha cô và những lời dạy dỗ bỗng ùa về khi ấy cô bị thương mà gục ngã chính phụ thân đã đưa ra lời động viên cho cô đứng dậy sinh ra là quỷ tộc đã khó sinh tồn rồi chứ đừng nói đến con là nửa người nửa quỷ con đường tương phía trước chắc hẳn là khúc hủy khó khăn nếu như con không thể khống chế được sức mạnh của quỷ tộc đợi đến khi tuyệt vọng con cũng chỉ có thể rơi vào trong mục tù lúc đó cô bỗng òa khóc nức nở mà gọi cha mình phụ thân con nhất định sẽ làm được quay lại hiện tại chỉ linh chợt bừng tỉnh lại Lan khí tức trong mơ như vẫn còn động lại trên gương mặt ánh mắt cô hiện rõ sự quyết tâm chỉ linh bỗng người bừng bừng khí tức cô vùng dậy làm chắn đứt hết đám dây leo vướng víu trên người gương mặt sắc khí cùng với dòng máu của quỷ tộc chỉ linh từng bước tiến về phía trước nhưng khi có một dây leo đang há miệng xông đến chỉ linh nhẹ nhàng bắt lấy và lạnh lùng bóp nát chỉ linh tươi cười bay tới chỗ gương mặt mạn đà la khiến hắn có chút ngạc nhiên liền phóng ra hàng loạt dây leo nhằm tấn công chỉ linh tuy nhiên chỉ linh chỉ cần hất tay một cái cũng có thể cắt nát những dây leo kia cô cho biết đây chỉ là trò vặt vảnh Nói rồi Chỉ Linh đưa tay cào thẳng vào mặt Mạn Đà La với lực tay cường đại, bị Chỉ Linh cào rách phần da trên mặt, Mạn Đà La chỉ biết thét lên đau 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 và trong khóe mắt của hắn ta long lanh giọt nước mắt. Bất chợt Chỉ Linh thầm cảm nhận được sự thay đổi, khi linh khí và âm khí hòa vào nhau, không ngừng chảy vào cơ thể mình. Cô chợt run rẩy cắn răng khó chịu vì có cảm giác tê dại, giống như là cảm quan khắp người cô đều đã bị kích hoạt rồi. Gương mặt Mạn Đà La bỗng tối sầm lại khi nhận thấy sự bất thường trong cơ thể, đây là năng lực cướp đoạt linh khí, chẳng lẽ ngươi là quỷ tộc, mau, mau dừng tay lại, hiểu lầm đều là hiểu lầm chỉ linh liền đáp lại chỉ một câu hiểu lầm là có thể khiến ta dừng tay được sao ngươi cũng ngây thơ quá rồi mạn đà la liền cho biết từng có một vị cường giả có ân với ta ta đã hứa với hắn là sẽ không bao giờ ra tay với người quỷ tộc trước đó ngươi không để lộ khí tức quỷ tộc nên lão phu nhầm ngươi cùng là một bọn với đám người xâm nhập kia trong địa cung này tràn đầy yêu độ nếu hít trong thời gian sẽ khiến kinh mạch bị tổn thương sau lưng lão phu có một linh tuyền nếu ngâm mình trong dòng suối này có thể chữa trị được vết thương của ngươi còn nếu như uống vào thì có thể làm sạch kinh mạch chỉ linh lại tự đắc đáp trả nhưng ta giết ngươi thì vẫn có thể đi ngâm suối không những thế mà còn có thể có được thụ tâm tuy nhiên mạn đà la có chút bức xúc lên tiếng cảnh báo nữ nhân quỷ tộc nếu như ngươi muốn lấy thụ tâm của ta thì cứ lấy đi chỉ là sau khi ta chết thì thủ vệ trong địa cung sẽ thức tỉnh đến lúc đó không còn là chuyện có thể ngâm được nước suối hay không mà là cả địa cung này đều sẽ bị ảnh hưởng nghe hắn ta nói chỉ linh có chút đam chiêu thầm nghĩ nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là đang nói dối hơn nữa trạng thái này của ta không thể duy trì được lâu chi bằng thôi đi chỉ linh xoay người bước về phía thánh tuyền rồi nói vậy thì ta không lấy nữa còn hai người phiền phức dưới đất kia làm phiền ngươi đưa vào đây giúp ta nói rồi chỉ linh đi thẳng đến bên bờ suối sau đó khẽ múc lấy ngụm nước mà uống vào cô ngạc nhiên cảm nhận được sự ngon ngọt của nước suối không ngờ khi cho vào miệng liền có mùi hương gì đó cuốn quanh đầu lưỡi sau đó cô cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên thế là chỉ linh liền cười y phục ra mà thầm nghĩ nếu như mà mặc dược lãng có ở đây thì cũng muốn cùng hắn thử cảm giác ấm áp này sau một lúc ngâm mình trong nước suối chỉ linh lại nghĩ mọi ngóc ngách ở đây đều tràn đầy linh khí nếu như có thể ngâm được một lúc thì không chỉ có thể giúp ta hồi phục vết thương mà còn có thể khiến yêu đan trong cơ thể ta có chuyển hóa tốt hơn chỉ linh đang vô cùng vui sướng khi tận hưởng cảm giác tuyệt vời này chợt cô ngạc nhiên liếc mắt nhìn ra sau khi đồng nhi và mộ dung họa được dây leo đưa tới sau đó là sự xuất hiện của hai con khỉ từ đâu đang bay xuống chỗ bọn họ chỉ linh vội hét lên khỉ khỉ cùng lúc hai con khỉ cũng đang cởi y phục của mộ dung họa và đồng nhi trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì hai con khỉ đã ném hai cô gái xuống suối cả hai bất ngờ bị ném xuống mà vô tình bị sặc nước ho khụ khụ lúc này chỉ linh ở phía sau vui vẻ giơ tay chào điều này làm cho đồng nhi và mộ dung họa không hiểu đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó chỉ linh cũng kể lại sự việc vừa trải qua cho bọn họ nghe chuyện chính là như vậy ta cũng không biết thế nào đã đột phá một luồng sức mạnh đánh túi bụi thụ yêu này mà còn hiến tế thánh tuyển này cho chúng ta cùng tận hưởng nghe chỉ linh nói bỗng mộ dung họa thầm nhớ lại là sức mạnh ư chẳng lẽ lại là sức mạnh thần bí đã đánh bại ta lần trước sau thôi bỏ đi đợi sau này rồi điều tra sau vậy cả ba cô gái đang được ba chú khỉ mát xa thư giãn mộ dung họa nói thật là vô cùng thoải mái trước đó ta còn tưởng là sẽ chết rồi nữa cơ đấy đột nhiên một chú khỉ trong đó nhà ở tới bất ngờ từ phía sau vỗ vai chỉ linh và mộ dung họa khiến cả hai ngơ ngác tuy nhiên chưa dừng lại con khỉ này lại đột ngột tiến lên trước mặt bọn họ rồi vô tư hai tay bóp lấy mỗi người một quả mơ trong sự thất kinh của hai cô gái trong khi mộ dung họa chỉ biết la hét thì chỉ linh tức tối thẳng tay đấm cho con khỉ kia bay vút lên không trung chuyển cảnh quay lại với mặc dược lãng anh ta thầm bực tức khi để một tên tà tu chạy thoát hệ thống cũng hiện lên nhắc nhở nhiệm vụ chưa hoàn thành khi tiến độ tiêu diệt tà tu chỉ là 2 phần ba điều này làm cho dược lãng tức điên người khi đã tụt mất 10 điểm hạo cảm chợt như nguyệt nhìn dược lãng lên tiếng nói vị công tử này không ngờ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cao như vậy thể hiện sự điềm tĩnh trong từng cử chỉ chắc chính là con cưng của trời kia lúc này dược lãng mới có cơ hội quan sát hai nữ nhân trước mặt mà oa lên mà mắt chữ o mùng chữ a vì sự xinh đẹp khiến người nhìn đã con mắt chợt anh ho lên vài tiếng để lấy lại phong độ rồi lại nói, được rồi, ta tu đánh lén hai người được ta giải quyết giúp cho rồi, chúng ta từ biệt tại đây đi, nói rồi anh quay lưng vẫy tay rời đi. Nhưng anh vẫn có chút hụt hẫng thầm thở dài, hay, coi như vô ích, thôi bỏ đi, cứ quay về tụ hợp với nương tử trước đã. Thấy dược lãng cứ thế bỏ đi, như Nguyệt chợt nói với theo, đa tạ ân cứu mạng của công tử, bọn ta là đệ tử của tử hiên thần điện. Ta là như Nguyệt, còn vị này là sư muội của ta như tuyết, nếu như công tử không chê, có muốn làm đạo lữ của hai tỷ muội bọn ta không? Lời này của hai người khiến Dược Lãng kinh ngạc quay lại nhìn, cái gì? Không phải nói Tử Hiên Thần Điện các người chỉ hứng thú với nữ tử thôi sao? Hai cô gái bước tới áp sát Dược Lãng, khiến anh thầm nghĩ, lẽ nào bởi vì do ta đẹp trai quá, đã bẻ thẳng xu hướng giới tính của họ rồi? Như Tuyết nhìn anh nói thêm, tông môn bọn ta chủ yếu là nữ tử hợp tu, nhưng tông môn vẫn không hoàn toàn cấm hợp tu với nam tử. Bất chợt Dược Lãng đẩy tay hai người họ ra rồi nói không cần đâu. Ta đã có nương tử rồi, tạm thời không suy nghĩ đến những chuyện này. Lời này của anh làm hai cô gái có chút hụt hẫng dược lãng cũng nói thêm với tu vi của hai người mà ở lại đây thì miễn cưỡng quá vẫn là nên trở về tầng một để tu luyện đi nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại sau lúc này anh cũng thầm nghĩ sao duyên nữ nhân của ta lại trở nên tốt như vậy có nhiều hậu cung quá thì chắc ta sẽ không tiêu hóa nổi chuyển cảnh sau khi mặc dược lãng tụ họp với bọn người chỉ linh rồi cả bọn bắt đầu hành trình tu luyện dược lãng thi pháp tạo không gian cấm chế thành một ngôi nhà mọi thứ xong xuôi anh ngồi xuống bắt đầu tập trung tu luyện và bốn ngày sau đó khi chỉ linh và mộ dung họa đi đến phòng dược lãng tìm gặp anh Dược Lãng nhìn Chỉ Linh phấn khởi nói, tu vi mấy ngày này của mọi người đã tiến bộ không ít, xem ra là đã đến lúc rồi, vậy thì chúng ta chuẩn bị đến tầng 3 của địa cung U Minh này đi. Cùng lúc ở nơi nào đó trong tầng 2 của địa cung trên vách núi treo leo, tên tà tu sau khi trốn thoát khỏi sự tấn công của Dược Lãng, lúc này hắn lại vui cười vì đã giết được yêu thú khổng lồ. Hắn thầm nghĩ cũng may là cả dọc đường không gặp phải yêu thú gì quá mạnh. Hắn mở nắp bình hồ lô chứa đựng linh khí ra thầm bực tức, thật đáng ghét, không ngờ lại gặp phải chuyện xấu. Lần này không lấy được chỗ nào tốt, thậm chí còn tiêu hao hết hồn pháp quỷ tộc cực kỳ chân quý này nghĩ rồi hắn liền đưa bình hồ lô vào xác yêu thú để hút lấy linh khí của nó sau đó hắn hấp thu tất cả vào người a à, ha, ta sẽ không cam tâm từ bỏ ta sẽ khiến tiểu tử thối kia chết trong địa cung u minh này cứ chờ đấy cho ta sau khi hấp thu tên tà tu này bỗng trở nên mạnh hơn khi đôi mày chợt dài ra và thẳng dựng đứng lên chuyển cảnh dược lãng đang dẫn mọi người đi đến trước một cấm chế rồi cho biết phía trước chính là lối vào tầng 3, trong mê trận này có một huyễn cảnh vô cùng mạnh mẽ chỉ linh có chút ngạc nhiên nhìn dược lãng sao chàng biết được điều này còn mộ dung họa tỏ ra ngưỡng mộ anh thật không ngờ lục điện hạ lại quen thuộc địa hình ở địa cung u minh như vậy nhất định là trước kia đã lên kế sách rất nhiều rồi nhỉ dược lãng gãy đầu tỏ ra khiêm tốn a ha chỉ là trước kia hay nghe phụ hoàng nhắc đến nên cảm thấy hứng thú cho nên mới nghiên cứu một chút nghe anh nói chỉ linh thầm cao có cho rằng anh nói dối như ngoáy sau khi cả bọn bước vào trong cấm chế dược lãng thầm quan sát mọi thứ xung quanh bên trong mê trận này quả nhiên giống như trong nguyên tắc nói là một khu phố sầm uất còn ba đại yêu kia thì sẽ trốn trong đám người ngay khi thấy bọn người dược lãng xuất hiện có một tên tay cầm xiên thỏ nướng giao bán thịt thỏ thịt thỏ nướng thượng hạng còn có đầu thỏ cay đây đột nhiên hắn ta bước tới vỗ vai dược lãng mời hàng nào 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 có muốn thử một chút không thử thịt thỏ nướng của ta đi rất ngon đấy đừng khách sáo cứ thử đi không mua cũng không sao dược lãng ngây người ra khi bị hắn ép cầm xiên thỏ trong tay sau đó lại có thêm một tên cầm xiên thỏ đến đưa cho mộ dung họa và đồng nhi này các ngươi cũng thử đi tên kia định đưa cho chỉ linh một xiên này đừng khách sáo nhưng dược lãng đã nhanh tay cản lại nương tử ta đang mang thai nên không thể ăn nghe nói vậy chỉ linh nhìn anh thầm cao có đột nhiên ta muốn giết người quá đi còn dược lãng thì vô tư chén sạch hết xiên thỏ trong tích tắc dược lãng như thầm muốn nói với chỉ linh mấy thứ này hãy để anh ta thử độc cho còn tên bán thịt thỏ nướng lại đang tập trung quan sát biểu hiện của bọn họ bỗng dưng thấy dược lãng ăn xiên thỏ một cách ngon lành mà đồng nhi và mộ dung họa lại có phản ứng trái ngược lạ thường đồng nhi nhìn xiên thỏ mà khóc bù lu bù loa thỏ đáng yêu như vậy Sao có thể ăn thịt thỏ được chứ? Dược Lãng thấy Đồng Nhi phản ứng thầm khen ngợi, trà xanh cũng không diễn bằng người đầu. Rồi anh nhìn sang Mộ Dung Họa thầm nói, xem ra vẫn còn có người thần kinh thô, khi anh thấy cô ăn một cách miễn cưỡng nhưng lại khen ngon. Đột nhiên hệ thống vang lên nhiệm vụ, giải phóng linh hồn của 200 người, phần thưởng sẽ là thăng cấp quyền hạn sử dụng động thiên phúc địa. Xem qua nhiệm vụ Dược Lãng có chút thắc mắc, giải phóng linh hồn ư? Nhưng trong nguyên tắc không hề nhắc đến linh hồn, sao gần đây hệ thống hay giao những nhiệm vụ phụ rất kỳ lạ nhỉ? bỗng dưng dược lãng kinh ngạc khi thấy một cô gái ở phía trước đang lao tới phía sau cô ta có hai tên bịt mặt đang đuổi theo cô gái chạy hoảng về phía dược lãng cất tiếng gọi công tử cứu ta với tuy nhiên tên bịt mặt lại lên tiếng cảnh cáo bọn ta đến để cướp ta khuyên ngươi đừng có lo chuyện bao đồng lời vừa dứt cũng là lúc chỉ linh lao ra đánh bay hai tên bịt mặt khiến cô gái ngỡ ngàng thế nhưng cô ta lại chạy đến xả vào lòng dược lãng nũng nịu công tử ta sợ quá vô tình bàn tay dược lãng chạm ngay chiếc bánh bao to tròn của cô ta mà thầm thích thú trong huyễn cảnh này quả nhiên rất ngược hiểm nha cảnh này làm cho mộ dung họa và chỉ linh tức giận vô cùng thầm nghĩ cô ta đang làm cái quái gì thế trong nháy mắt mộ dung họa xông đến chen vào giữa đẩy hai người bọn họ ra đồng thời nhìn cô gái kia giọng khó chịu này có biết nam nữ thọ thọ bất nhân không hả và lại ngươi là ai đấy hả dược lãng đứng đó nhìn mộ dung họa thầm bức xúc rõ ràng bản thân là một hoa chi ngươi còn có mặt mũi để nói người khác nữa à cô gái lúc này tỏ vẻ dịu dàng tự giới thiệu đa tạ ân cứu mạng của công tử nô gia là tiểu san là tiểu lâu chủ của hải đường lâu ở phía trước nếu công tử không ngại thì có thể vào trong ngồi nghỉ một lát nô ra chắc chắn sẽ tiếp đãi các vị chú đáo chỉ linh không cần suy nghĩ vội lên tiếng đồng ý được thôi vậy thì ngươi dẫn đường đi dường như chỉ linh đang muốn biết thật ra cô ả à này đang muốn giở trò gì nên cô cũng muốn tìm hiểu xem sao đột nhiên tiểu sa nhân nhó tỏ vẻ đau đớn vừa nãy lúc nô ra chạy đã không cẩn thận bị trẹo chân bây giờ đã không đi nổi nữa rồi công tử người có thể cõng nô ra được không nghe qua đã biết cô ta muốn gì chỉ linh vui cười liền dần mặt trà xanh tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ hóa ra chỉ là trẹo chân thôi mà chuyện này không cần làm phiền đến phu quân của ta đâu ta cũng có thể giải quyết giúp người một lúc sau tiểu san đã được ngồi trên lưng một con ngựa vừa được chỉ linh mua mặc dù được dược lãng dắt đi nhưng cô ta có vẻ không được vui cho mấy về phần dược lãng anh cũng đang cau có khó chịu khi bọn họ để anh phải dắt ngựa cho tiểu san trái lại mộ dung họa lại thích thú mà khen ngợi chỉ linh vẫn là chỉ linh tỷ lợi hại nhất chỉ linh cũng vui vẻ cho biết muốn đối phó với loại người có lai lịch bất mình này ta đây có rất nhiều cách bọn họ cứ thế mà rời đi nhưng lại không hề biết phía sau tên bán thịt thỏ nướng vẫn đang theo dõi họ dược lãng chợt nhớ đến tấm thẻ tịnh hóa mà anh có được thẻ này có thể tịnh hóa những tác dụng phụ anh thầm nghĩ trong huyễn cảnh này không biết là có thứ gì nhưng thịt thỏ này chắc chắn là không đơn giản thật đáng tiếc là ta chỉ có một tấm thẻ tịnh hóa bỗng anh nhớ đến mộ dung họa mà thầm trấn an có người thần kinh thô ở đây thì chắc sẽ không chết quá sớm dù sao thì trong nguyên tắc cô ta cũng là người sống đến mấy trăm trường chuyển cảnh tại hải đường lâu tới nơi tiểu san mời mọi người vào trong cô chỉ tay về phía chiếc bàn được đặt sẵn đầy thức ăn rồi cho biết bàn đồ ăn này coi như là quà đa tạ ân cứu mạng của công tử nếu như không chê thì mọi người cũng có thể ở lại trong lâu của ta mấy ngày lúc này chỉ linh cũng âm thầm quan sát xung quanh cô có chút nghi hoặc khi một thanh lâu lớn như vậy mà lại không có một người nào cả thế là cô quay sang ghé tai nói nhắc nhở với dược lãng ở đây có gì đó rất bất thường nên cẩn thận thì hơn bất chợt tiểu san vỗ tay như đang ra ám hiệu rồi lên tiếng bảo các cô nương tiếp đãi cho chú đáo vào vâng một mỹ nhân tay cầm chiếc đàn tỳ bà dẫn đầu bước ra theo sau có thêm hai mỹ nhân xinh đẹp khác bọn họ bắt đầu tự giới thiệu về bản thân người cầm đàn có tên là tiểu thi người tóc xám nhẹ nhàng cho biết mình là ngân lang còn người tóc đỏ e thẹn tên là a thất tiểu thi lại nói nô ra xin đàn một khúc cho các vị thưởng thức còn ngân lang và a thất cũng thể hiện những điệu múa đầy quyến rủ lúc này dược lãng thể hiện sự thích thú tay cầm ly rượu mà miệng không ngừng khen ngợi hay hay lắm tấu nhạc tiếp đi múa tiếp đi ở phía sau tiểu san trông thấy cảnh này cũng thầm cười khoái chí xem ra lại là một tên tinh trùng lên não sau một lúc rượu vào lời ra thì dược lãng cũng đã loạn trọng khiến chỉ linh phải dìu anh về phòng chỉ linh cố sức cũng dìu dược lãng đến bên chiếc giường rồi đặt anh nằm xuống nhưng vì anh là một nam nhân có sức mạnh nên vô tình anh đã kéo theo chỉ linh cùng ngã xuống nhân lúc dược lãng say ngủ chỉ linh mới có cơ hội nhìn kỹ người tướng công trước mặt hai tay cô cũng đang đặt trên người anh rồi tự nhủ không ngờ nhìn kỹ thì gương mặt của tên này cũng có chút tuần tú đang mải mê suy nghĩ chợt chỉ linh kinh ngạc trố mắt ra nhìn mà không nói nên lời hóa ra là dược lãng đã mở mắt ngồi bật dậy hỏi lại cô nương tử đã nhìn đủ chưa bất chợt chỉ linh hốt hoảng vội rút tay lại tức tối hét lên ngươi ngươi không có say cô đứng dậy người như muốn phát hỏa nhìn anh có tin là ta sẽ giết chết ngươi không dược lãng vội vã xua tay giải thích nương tử đừng kích động ta đây không phải là cố ý ta làm như vậy chỉ là muốn tránh tay mắt của lão yêu bà kia chỉ linh có chút khó hiểu khi nghe anh nói đến lão yêu bà tới đây dược lãng mới nói rõ sự việc anh nhận thấy đúng vậy từ lúc chúng ta bắt đầu bước vào huyễn cảnh này đã không cảm nhận được bất kỳ yêu khí nào rồi ba con yêu quái này chắc chắn là đã dùng cách nào đó để che đi yêu khí trên người trong trường hợp địch trong tối còn ta ở ngoài sáng như này nương tử nghĩ rằng bọn chúng sẽ làm cái gì chỉ linh cũng bình tĩnh suy nghĩ lại bọn chúng nhất định sẽ tìm cách tiếp cận chúng ta để đạt được mục đích của bọn chúng dược lãng nói đúng vậy từ khi chúng ta đi vào đây đến bây giờ người có hiểm nghi nhất chính là đại thúc bán thịt thỏ kia và tiểu san chủ lâu này nhưng bây giờ cũng không biết là thịt thỏ kia có vấn đề gì cũng chỉ có thể thăm dò bản lĩnh của tiểu san này trước tối nay ta dự định sẽ trà trộn vào phòng của cô ta để tìm manh mối chỉ linh có chút lo sợ ngươi nói thịt thỏ có vấn đề ư nhưng không phải là ngươi cũng đã ăn rồi sao và lại một mình ngươi đến phòng của cô ta lỡ như cô ta thật sự là yêu quái nếu bị phát hiện chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao nói rồi cô lại thầm nhớ lại hóa ra là lúc đó hắn vì để ta không ăn thịt thỏ nên mới nói như vậy là ta đã hiểu lầm hắn rồi thấy chỉ linh có vẻ lo lắng dược lãng cũng lên tiếng trấn an nương tử yên tâm thịt thỏ đó ta đã lén nhổ ra lúc sau đó rồi còn về chuyện lén lẻn vào phòng của tiểu san ta cũng đã có kế hoạch rồi chuyển cảnh tại phòng ngủ của tiểu san lúc này cô ta đang đi đến bên chiếc bàn làm việc trên bàn có một cây bút lông lại biết nói chuyện rồi tự khen lấy mình làm sao có ai ngờ được là ta đã biến thành một cây bút lông không nổi bật này chứ ta đúng là quá thông minh mà người này không ai khác chính là dược lãng cùng lúc tiểu san cũng đi đến bỗng dừng lại trước mặt cây bút lông khiến dược lãng ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ấy này sao lại đi qua đây rồi Tiểu San tự dưng cầm bút lông trên tay nhìn chằm chằm, gương mặt lại có chút buồn bã, làm cho Dược Lãng thầm lo lắng, không phải là ta bị phát hiện rồi chứ, không phải chứ, không phải chứ. Tiểu San cầm theo bút lông ngồi xuống giường, gương mặt suy tư, rồi cô lại giơ bút lông lên xoay xoay như thể đang suy nghĩ điều gì đó, làm Dược Lãng thắc mắc không biết nàng ta muốn làm gì thế. Bỗng dưng Tiểu San thấy thiếu thiếu gì đó nên đành tự nhủ, gần đây không có nam nhân thú vị nào đến đây cả, đêm dài đằng đẵng khiến ta thấy hơi không nhẫn nhịn được. Lúc này cô ta đang cầm bút lông mà từ từ hạ xuống phía dưới dược lãng còn chưa biết cô ta định làm gì nên vô tư châm biếm vị đại tỷ này ta thấy ngươi đúng là đang đói khát thật mà tuy nhiên dược lãng không thể ngờ được tiểu san cầm bút lông đang tự sướng cho chính mình cô ta cầm chặt phần lông khiến dược lãng có chút ngột ngạt này này đừng như vậy chứ vì khó chịu nên dược lãng đã bất ngờ xuất hiện trước mặt tiểu san còn vô tình đè lên người cô anh đỏ mặt vì ngại ngùng tiêu rồi kích động quá nên đã biến trở về rồi sau đó anh bắt đầu giả ngơ giơ tay chào hai lô ánh trăng này mê người quá không ngờ ta lại bị lạc đường mất rồi giờ ta đi ngay đây nói rồi anh liền bay nhanh nhằm trốn đi tuy nhiên tiểu san lại bảo anh đứng lại trong khi đang thiếu vắng nam nhân mà từ đâu trên trời rơi xuống cho cô một người thì làm sao mà cho đi dễ dàng thế được cô nhìn dược lãng khẽ mở lời nếu đêm dài đằng đẵng thì không bằng công tử ở lại cùng với nô ra đi thế nhưng dược lãng không đồng ý mà một mạch quyết bỏ đi không cần đâu nương tử ta còn đang đợi ta kìa lời này làm cho tiểu san phát cáu mà lập tức đứng dậy ngay khi dược lãng vừa đưa hai tay lên định mở cửa bước ra thì tiểu san đã thi pháp tiến lên áp sát từ phía sau anh cất giọng đến cũng đã đến rồi sao còn phải đi chứ ở lại đây cùng ta không tốt sao lúc này cô ta lộ mặt thành nữ yêu quái và ra hơi thở quỷ dị dược lãng thẩm nhận ra đây là khí tức của nguyên anh tứ trọng thiên cùng lúc chỉ linh cũng đi đến sông cửa bước vào làm cả hai bất ngờ quay lại nhìn chỉ linh nói với dược lãng ta thấy ngươi đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra quả nhiên là đã có chuyện rồi bất chợt đồng nhi dìu theo mộ dung họa đi đến hốt hoảng cho biết chủ nhân mộ tiểu thư không được ổn rồi gương mặt mộ dung họa bỗng xuất hiện những tia huyết khí và đỏ bừng lên cô ta rên rỉ vì cơ thể đang nóng dần lên cảnh này làm dược lãng và chỉ linh phải kinh ngạc đây là bị sao thế này tiểu san chợt cười to lên ha ha không ngờ còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn dược lãng nghe xong thì quay lại hỏi tiểu san ngươi đã làm gì nàng ta nhưng tiểu san lại bật cười ha 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 gương mặt quỷ dị cùng làn hắc khí bao quanh tiểu san bảo rằng đây không phải là do ta làm tự nàng ta ăn thịt thỏ có trứng thiên cơ trùng kia bây giờ trứng trùng đang dần trưởng thành trong cơ thể nàng ta hơn nữa thịt thỏ còn có tác dụng thôi tình rất mạnh chỉ cần không bao lâu nữa thì nàng ta sẽ hoàn toàn biến thành con rối chỉ biết bị dục vọng sai khiến tiểu san chỉ tay về phía bọn người dược lãng vui cười đắc ý từ ngày địa cung này mở ra người tu chân đến đây đều đã trở thành vật sưu tầm của ta và các ngươi cũng sẽ có kết cục như vậy